Chiều ngày 22 tháng 11, phường Yên Thanh phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố tiến hành chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng tuyến đường ven sông đoạn qua địa bàn phường đợt 1 cho 5 hộ dân. Đây là 5 hộ đầu tiên của thành phố Uông Bí nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng thực hiện dự án. 5 phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng của 5 hộ thuộc phường Yên Thanh có tổng số tiền là 6.235.640.000 đồng. 5 hộ đều bày tỏ phấn khởi đồng thuận với chủ trương thực hiện dự án, đồng thời cho biết sẽ sử dụng số tiền trên để tái sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Tôi rất vui mừng và ủng hộ các cái chủ trương đường lối của chính sách của Đảng cũng như của nhà nước, nhất là đường lối chính sách của Ủy ban Nhân dân tỉnh về chủ trương xây dựng và làm con đường ven sông là con đường huyết mạch, tạo điều kiện để phát triển kinh tế sau này. Hôm nay chúng tôi được nhận cái tiền đền bù thì chúng tôi rất vui mừng và phấn khởi. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng các cấp chính quyền với tạo điều kiện thuận lợi để đưa con đường sớm nhất đưa vào hoạt động. Trên địa bàn phường Yên Thanh có 50 hộ dân nằm trong diện giải phóng mặt bằng thực hiện dự án tuyến đường ven sông. Tổng diện tích đất thu hồi là trên 405.360 m². Ngay từ khi có chủ trương, địa phương đã tích cực phối hợp cùng các ban ngành vào cuộc triển khai công tác giải phóng mặt bằng theo phương châm đảm bảo đúng, đủ, kỹ lưỡng quy trình giải phóng mặt bằng, từ khâu kiểm đếm, xét duyệt nguồn gốc đất, rà soát lập phương án đền bù, rà soát trước khi niêm yết phương án đền bù, niêm yết đối thoại sau niêm yết phương án đền bù và phê duyệt phương án đền bù. Đặt mục tiêu về đích sớm trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án tuyến đường ven sông, thời gian tới, phường Yên Thanh sẽ tiếp tục tích cực tuyên truyền, vận động các hộ dân liên quan đến dự án, đồng thuận cao giải phóng mặt bằng, giải quyết thấu đáo các vướng mắc. Đối với phường Yên Thanh, cả hệ thống chính trị từ phường đến các khu dân cư và các tổ công tác là sẽ tiếp tục xuống tận các hộ dân để nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, phản ánh của nhân dân để từ đó đã tìm ra các hướng giải quyết và làm sao bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân để nhân dân đồng tình ủng hộ nhất trí cao và bàn nhận tiền đền bù giải bàn giao mặt bằng. Dự kiến chiều ngày mai 23 tháng 11, phường Yên Thanh sẽ tiếp tục phối hợp vận động và tiến hành chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng tuyến đường ven sông cho 15 hộ dân.